Trí tuệ nhân tạo hay gọi tắt tiếng Anh là AI là ứng dụng của công nghệ đang được nhắc đến ngày càng nhiều tại Việt Nam. Thực tế thì một năm trở lại đây, không chỉ chứng kiến sự phát triển trí tuệ nhân tạo của nhóm các doanh nghiệp startup mà cả các doanh nghiệp Việt lớn đầu ngành cũng đang bắt đầu thể hiện sự quan tâm, có các động thái đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng AI. Nhóm doanh nghiệp lớn này được đánh giá là sẽ đóng vai trò quan trọng vì vừa sở hữu nguồn dữ liệu dồi dào để cộng đồng trí tuệ nhân tạo khai thác, vừa là đầu ra cho các sản phẩm ứng dụng AI. Và đây là nội dung nổi bật được bàn luận tại hội nghị Việt AI Summit 2019 với chủ đề Trí tuệ nhân tạo cho tương lai được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần vừa qua. Viện nghiên cứu VinAI Research của doanh nghiệp đầu ngành Vingroup, viện nghiên cứu riêng về trí tuệ nhân tạo đầu tiên của một doanh nghiệp Việt ra đời cách đây nửa năm, là ví dụ cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của nhóm doanh nghiệp lớn trong việc đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Người đứng đầu đơn vị này cho biết, nguồn dữ liệu dồi dào có được từ rất nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau trong hệ sinh thái của tập đoàn mẹ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ rằng ở một quy mô tiếp xúc với khách hàng như thế thì sẽ rất tiềm năng để tận dụng được nguồn dữ liệu. Mặt khác, tập đoàn mẹ cũng sở hữu nhiều dự án bất động sản, cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một hệ thống rất nhiều các camera, cũng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu để chúng tôi có thể nghiên cứu, tận dụng và từ đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình. Không chỉ là tận dụng nguồn dữ liệu của mình, mà gần đây một số doanh nghiệp công nghệ như VNG cũng bắt đầu đấu nối dữ liệu với bên ngoài để cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam có thể tham gia giải quyết các bài toán thực tế từ thị trường. Cách làm này được đánh giá sẽ vừa mang lại giải pháp cho doanh nghiệp, vừa giúp phát triển chung ngành trí tuệ nhân tạo. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp làm như vậy. Doanh nghiệp thường đóng mình lại, không có mở cái mã nguồn phần mềm của họ ra ngoài cho mọi người coi, không chia sẻ đi dữ liệu ra ngoài. Để làm tốt hơn vai trò kết nối giữa cộng đồng trí tuệ nhân tạo và doanh nghiệp, cũng như cộng đồng trong nước và thế giới, thì sự nổi lên của một số đơn vị xây dựng cộng đồng của tư nhân như Việt AI, Rubik AI được kỳ vọng sẽ đóng góp nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đủ tiêu chuẩn cho thị trường. Thì phải nói rằng là các cái cộng đồng mà tự hình thành thì đóng góp vai trò rất là quan trọng trong cái việc hình thành nên cái nguồn nhân lực, và đặc biệt nữa là kết nối các cái nguồn nhân lực với cả các cái chuyên gia quốc tế, đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo đến để mà chia sẻ, giảng bài, tạo ra các khóa đào tạo, huấn luyện để mà tạo ra một nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao hơn nữa. Thách thức lớn là tôi nghĩ vẫn là về mặt con người, vẫn chưa có những nghiên cứu sâu về AI của Việt Nam. Hy vọng là sẽ có những sự kết hợp nhiều hơn để cùng nhau thực sự là tập trung vào một số bài toán khó. Báo cáo về thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2018 của đơn vị xây dựng cộng đồng Rubik AI có gần 60% các công ty làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam vẫn còn non trẻ dưới 2 năm tuổi, trong khi chỉ có 34% là gọi được vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng. Cũng theo khảo sát từ báo cáo này, hai rào cản lớn nhất vẫn là nhân tài và khả năng tiếp cận dữ liệu. Do đó, sự kết nối hiệu quả giữa cộng đồng và doanh nghiệp lớn, giữa các thành phần trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ là yêu cầu bức thiết để lĩnh vực này thực sự bứt phá ở Việt Nam.